tôi cảm ơn quý khán giả đã trở lại chương trình trẻ khỏe và Đạp mãi với tôi bác sĩ nguyễn nghị luận trước khi tạm ngừng cho phần thông tin tâm mại tôi có uh, chia sẻ với quý vị về đề tài hình dạng khuôn mặt nó có nhiều loại loại cái khuôn mặt giống như trái tim loại hơi dài loại hơi tròn loại hơi vuông loại hơi tam giác cho tôi tiếp tục về cái đề tài đó và bước qua cái đề tài độn cảm Um, sau khi trình bày xong nếu quý khán giả còn thắc mắc quý khán giả có thể liên lạc với văn phòng tôi số điện thoại là 1800 đẹp thêm tức là 1800 337 8436 à, chương trình này cũng được sự bảo trợ của bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh DDS số điện thoại 714 638 7940 văn phòng của bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh nhận tất cả loại bảo hiểm cho răng cùng luôn cả dental của răng Um, trở lại cái đề tài hình dạng khuôn mặt thưa quý khán giả um, Một lần nữa nếu mà bệnh nhân tới văn phòng tôi uh, Hỏi tôi là bác sĩ nhìn mặt của tôi Bác sĩ nghĩ tôi cần sửa cái gì thì tôi không dám trả lời Nhưng mà trong lúc mà tôi trả lời uh, Là mình uh, cần hiểu cái ý muốn của người bệnh nhân Và sau đó mình mới dám trả lời Làm như bệnh nhân yêu cầu được hay không Có đáng hay không, có đẹp thêm hay không, có an toàn hay không Thì trong lúc mà trả lời À, cái câu hỏi bệnh nhân tôi cũng để ý dùng mắt nhìn mặt của người bệnh nhân coi coi nó có cân bằng hay không coi coi phần 3 trên nó có hợp với phần 3 chân giữa hoặc là phần 3 ở dưới hay không và từ trên xuống và từ bên trái phải qua bên trái của người bệnh nhân thì mình cũng chia ra khoảng 5 phần coi coi nó có cân bằng hay không thường thường nếu mà mình thấy cái chán ở trên nó cân bằng với cái phần chân giữa với lại dưới thì mình nói bệnh nhân là nó không có thiếu chỗ nào và không cần đội cho nó nhiều hơn hay là dài hơn. À, nếu mà mình nhìn từ bên phải qua bên trái của người bệnh nhân mà mình thấy nó cân bằng cái lông mày nó gần giống nhau thì đâu cần sửa gì đâu. À, nếu mà hai cái cặp mắt mí mắt trên một bên hơi sụp hơn bên kia thì mới nói bệnh nhân là mình có thể thay đổi cho hai bên nó đều hơn vân à, vân hoặc là mình nhìn mình thấy cái sống mũi nó không có thon rõ đủ thì mình mới nói bệnh nhân nếu mà muốn thì mình có thể thay đổi được. Uh, một lần nữa nhìn phía trước chia ra 5 phần từ bên phải qua bên trái uh, nhìn uh, phía trước chia ra 3 phần từ trên xuống uh, xong rồi uh, nhìn ngang uh, lúc nhìn ngang áp dụng cái phần 3 của trên phần 3 trên giữa ba ở dưới quý vị thấy là nó cũng uh, chia cái phần 3 ở dưới thêm để uh, cho coi coi cái phần của cái cầm nó có cân bằng lại cái phần của môi dưới hay là môi trên hay không à, và cũng để ý cái uh, tai uh, với lại cái phần đầu phía trước hay phần sau thật ra thưa quý khán giả uh, mình nhìn cái gì mình thấy nó đẹp mình sẽ biết liền uh, và cái cái gì mà nó đẹp cho cặp mắt người này có thể nó khác người kia nên nó tùy theo cái người nhìn beauty is in the eye of the beholder cái mà tôi uh, nhìn mà tôi thấy đẹp có thể bệnh nhân sẽ không nghĩ là đẹp nên cuối cùng trong ngành này tôi sửa để cho vừa ý người bệnh nhân chứ không phải sửa vừa ý tôi nên tôi cần hiểu kỹ ý muốn người người bệnh nhân và trong lúc tham khảo tôi phải dùng cái sự tưởng tượng cái imagination của tôi là coi coi nếu mà sửa nó có giống như là bệnh nhân muốn hay không nói về cái cầm thì uh, thường thường tôi để ý cái uh, bề ngang cái, cái mặt của người bệnh nhân hơn mà tôi để ý một cái lằn từ cái đầu mũi tới cái môi trên môi dưới và cái cầm nếu mà cái lằn đó mà nó nằm như vậy thưa quý khán giả mà cái cầm nó nằm gần cái lằn đó thường thường mình nói là nó không có thiếu nó không có cần độn độn này cho nó đầy ra phía trước chứ không phải độn cho nó dài phía dưới à, muốn cho cái cầm nó dài hơn thì thường thường tôi chịu thua tại vì tôi không, tôi phải ghép thế, uh, xương vào điều nó mới dài hơn cái này mình chỉ có làm cho nó đầy hơn uh, để cho nó hợp với lại cái mặt hợp với lại cái mũi nên thường thường người bệnh nhân uh, dùng chất giả uh, silicon uh, loại nhựa hơn là cái loại xương thật của người ta nếu mà mình nhìn một cái mặt của người bệnh nhân mà giống như vậy trước khi giải phẫu mình có phải có cái sự uh, tưởng tượng imagination là sửa xong nó có giống được như vậy không nếu mà trong ngành Giải phẫu thẩm mỹ lâu năm đó, Thì mình bắt đầu có cái sự tưởng tượng Cái imagination là sửa xong nó sẽ giống như vậy Nếu mà sửa xong Mà nó sẽ giống như vậy Thì mình mới nói là đáng làm Mới nói là Làm uh, được Cho người bệnh nhân uh, Nếu mà mình tưởng tượng mình mình thấy làm được như vậy Thưa quý khán giả Mình cũng không dám hứa Người bệnh nhân là sửa xong Nó giống y hệt như vậy được Tại vì có nhiều bác sĩ ta dùng máy computer, TV hình để cho uh, bệnh nhân thấy là sửa xong nó sẽ giống như sao. Có người bệnh nhân nghĩ là thấy cái hình của người ta trên cái màn ảnh, người nghĩ là sửa xong nó sẽ giống y hệt như vậy mà sửa xong đó nó có giống y hệt như vậy thì không có dám hứa được. Tại vì muốn cho được kết quả tốt đẹp mình phải có cái cơ thể mà nó hiền, bàn tay của người bác sĩ và bệnh nhân phải bằng lòng chịu khó chăm sóc uống thuốc chủ sinh đắp đá vân vân nên nó có nhiều cái mà nó ảnh hưởng cái kết quả nên không có dám hứa là sửa xong giống y hệt như vậy mình cho bệnh nhân nhìn một cái hình người ta nghĩ nó giống y hệt như vậy mà sửa xong không được như vậy thì người ta hay giận mà sợ là hay kiện người bác sĩ nên tôi nhìn tôi nghĩ tôi tưởng tượng là tôi sửa được nhưng mà tôi không có dám cho bệnh nhân coi hình là nó sẽ giống y hệt như vậy đây là vài tấm hình cho người bệnh cho quý vị coi sửa xong nó có thể giống như sao người nào mà vẽ một cái lằn từ cái mũi tới cái môi tới cái cằm mà cái chỗ này hơi thiếu mình mới nói là độn được độn thì phải làm sao độn thì mình có thể lấy cái xương mà mình có sẵn mình đẩy nó ra phía trước mổ như vậy thường thường mình phải uh, cưa xin lỗi dùng cái chữ hơi nặng nhưng mà cưa cái xương xong rồi đẩy nó ra xong rồi vặn cái ốc này cho giữ nó lại cho nó không có đi ra phía sau lại người nào mà muốn như vậy không muốn dùng chất giả thì có thể làm bằng xương Người nào mà không muốn dùng xương thật Muốn cái cách dễ nhất thì thường thường người ta chỉ có độn một miếng cao su silicon thôi Mà muốn uh, mổ như vậy mình có thể lựa chọn cắt ở dưới cái cầm Mổ nhét nó vào từ dưới ở ngoài Hoặc là mổ ở trong cái miệng dưới cái môi uh, Xong rồi mổ ở ngoài Tôi thường thường mổ ở ngoài Tại vì tôi không muốn dính gì hết về vi trùng ở trong miệng và không có muốn ảnh hưởng cái bắp thịt mà giữ lại cái cầm ngay đây. Nếu mà mình cắt ngay đây, mình phải chia mấy cái bắp thịt. Sau thời gian cái bắp thịt mình sợ nó tụt, nó giãn, nên cái cầm nó lại sẽ xuống và nó làm cho cái cầm nó dài quá, nó giống như là bà phù thủy. À, đây là trước khi cho quý vị thấy, mình mở cái vết thương, mình mở rộng cái chỗ, xong rồi mình lấy một cái miếng, mình gọt cho nó hợp lại cái khuôn mặt người bệnh nhân. À, xong rồi mình cho nó vào, mình có thể chọn có loại ngắn, loại dài, loại mỏng, loại dày, nó tùy theo cái trường hợp. Đây là vài người bệnh nhân có sửa. Đây là con con gái của Sarah Palin hình như vậy, Bristol Palin. À, đây một cái ví dụ cho quý vị coi à, trước và sau nên tóm tắt là, là lúc mà tôi tham khảo bệnh nhân tôi dùng cặp mắt tôi, tôi nhìn tôi để ý cái nét của người bệnh nhân như sao, uh, phần trên phần giữa ý nó có hợp lại nhau có cân bằng hay không và sau đó tôi mới uh, trả lời bệnh nhân là tôi có thể sửa cho vừa ý theo cái yêu cầu người bệnh nhân hay không nên cần là cái sự tưởng tượng uh, cho tôi uh, bước qua cái đề tài nhắc lại cho quý vị uh, là tôi mời quý vị với lại yêu cầu quý vị chia sẻ về cái tin Thông báo này uh, về hỗ trợ y tế miễn phí của Hội Y sĩ Việt Nam miền Nam California. Thưa quý khán giả, uh, uh, ngày chủ nhật uh, 15 tháng 10 năm 2017 từ 9 giờ sáng tới 2 giờ trưa tại uh, West Westminster Road Center uh, 14140 All American Way, Westminster California 92683. Uh, nó cạnh cái uh, tượng uh, chính sĩ quý vị sẽ nhận ra uh, và đây là cái rạp và cái chỗ uh, ballroom của Westminster Road Center uh, tôi là chủ tịch của uh, ban tổ chức của cái hội trợ y tế này uh, tôi phải dùng cái uh, sự tưởng tượng của tôi là cho nếu tôi là bệnh nhân thì uh, bệnh nhân sẽ muốn như sao sẽ cần cái gì nên uh, mấy cái sắp xếp cho năm này nó khác cái năm trước ở chỗ westminster road center thưa quý khán giả năm ngoái thì cái chỗ đó nó hơi uh, thiếu chỗ đậu xe thì gần cái rạp uh, road center này nó có nhiều chỗ đậu xe cho quý vị đậu thứ hai nữa là chỗ westminster năm ngoái nó nóng nên chỗ này có máy lạnh cho quý vị uh, năm ngoái uh, phải xếp hàng dài nên năm nay tôi sắp xếp chia sẻ ra cho quý vị người nào mà muốn tới là chích ngừa cúm thôi thì có thể đi thẳng tới ngừa cúm xong người sau đó có thể đi về chứ không có phải xếp hàng đi theo đo huyết áp và đo lượng mỡ hay là sao à, đây là vài cái tấm hình cho quý vị coi sợi năm ngoái dài hy vọng năm nay đi nhanh hơn à, năm ngoái được vào à, đo huyết áp vẫn được vào huyết áp nếu mà quý vị muốn nếu mà quý vị chỉ có muốn chích ngừa cúm thôi hoặc là được bác sĩ khám mắt thôi chỉ có thể đi thẳng vào chỗ đó chứ không có phải đi qua đo huyết áp hay đo lượng mở hay đo lượng đường à, người nào mà muốn đi uh, khám mắt và đo áp suất mắt vẫn khám được sẽ có bác sĩ uh, quận thanh lan để cho đo cho cái vị à, người nào mà được chích ngừa cúm uh, người nào mà được muốn uh, đo rỗng xương sẽ được đi tới đo rỗng xương người nào mà trong ngày Uh, thật đi, trong đời sống thật mà muốn đi gặp bác sĩ mà phải hẹn 2, 3, 4, 5 tuần mới hẹn được bác sĩ thưa quý khán giả, đây là một cơ hội quý vị có thể tới, được đo huyết áp được đo lượng mỡ, được đo lượng đường trong máu, sau đó được gặp bác sĩ liền và bác sĩ sẽ giải thích cho quý vị là kết quả thử máu của quý vị nhìn sao và phải làm sao cho sức khỏe của quý vị uh, tốt hơn nên tôi dùng cái tưởng tượng nếu tôi là bệnh nhân, tôi muốn nhìn sao à, và quý vị muốn nhìn sao để cho sắp xếp cái cái hội trợ y tế năm nay. Tôi uh, mời quý vị tới tham dự. Tới sớm 9 giờ sáng ngày chủ nhật 15 tháng 10 uh, tới 2 giờ trưa. Uh, từ 9 giờ sáng tới 2 giờ trưa và để cho chích ngừa cúm và nếu mà quý vị biết uh, bạn bè gia đình nào mà cần cái uh, cái giúp đỡ này thì quý vị uh, chia sẻ thông báo này với người ta. Thì cảm ơn quý khán giả đã đón xem chương trình Trẻ Khỏe và Đẹp Mãi với tôi, bác sĩ Nguyễn Nghệ Luận. Tôi xin gặp lại hai tuần nữa, cũng ngày thứ năm từ 2 giờ tới 3 giờ. Cảm ơn quý khán giả.